Đa ngôn sát cùng, bớt như thủ trung. Càng nói nhiều lại càng khốn cùng, không bằng giữ sự hư tỉnh. Người ta khi càng nhiều lời, sẽ tự khiến bản thân rơi vào khốn cảnh. Chỉ bằng hãy giữ trung đạo mà hành đạo, dưỡng thành thái độ khiêm tốn, tự nhiên có thể nhạy cảm, minh mẫn, thận trọng đối diện với mọi việc xung quanh. Lời nói ra sẽ thận trọng, không nói những điều chưa suy nghĩ, cân nhắc đặc biệt, càng không bao giờ nói những lời sáo rỗng, lý luận viển vông. Thiện dụng nhân giả vi chi hạ. Người giỏi dùng người là người phải biết hạ mình ở dưới người. Lão Tử cũng viết rằng, người lãnh đạo giỏi dùng người là phải đặt mình ở dưới người. Còn nếu như chỉ cân nhắc tư lợi cho bản thân mình, không tôn trọng người khác, không thiện với người làm cho mình, thì chính là đang đặt mình ở vị thế cao. Người mà một khi đã đặt mình ở vị thế cao, người khác ở vị thế thấp, thì sao có thể lấy được lòng người? Vô vi nhi vô bất vi, không làm gì mà không gì là làm, không làm gì mà không gì là không làm. Trong chương 48 Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói, vi học nhật ít, vi đạo nhật tổn. Tổn chi hữu tổn, dị chí vu vô vi, vô vi nhi vô bất vi. Nghĩa là, việc học thì ngày một thọ ít thêm, tu đạo thì ngày một tổn hao đi. Tổn hao rồi lại tổn hao tiếp, cho đến khi vô vi, không làm gì mà không gì là không làm vậy. Ý nghĩa là, người ta khi sinh ra, bắt đầu từ số 0, tất cả đều thông qua học tập để có được tri thức. Đương nhiên có người nghèo đến mức không được đi học, nhưng họ cũng thông qua hoàn cảnh và sự vật xung quanh mà học được tri thức. Học tập thì tri thức mỗi ngày một tăng thêm. Đây chính là quá trình mọi người đều phải trải qua, chính là việc học thì ngày một thọ ít thêm. Người tu luyện muốn tu đến viên mãn, đắc đạo, thăng tiên hoặc tu thành chính quả, phải dần dần vứt bỏ hết thảy dục vọng, vọng niệm, tu tâm, tâm chấp trước, tâm tật đố, tâm tranh đấu của thế gian. Như thế thân thể mới nhẹ nhàng, mới tu đến viên mãn. Tổn chi hữu tốn là chỉ trong quá trình tu luyện cần nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không ngừng trừ bỏ tất cả những tâm chấp trước, thảm thiểu tất cả các dục vọng, giảm rồi lại giảm nữa, trừ bỏ hết thảy ham dục cá nhân và chủ kiến ngạo mạn, vứt bỏ hết thảy chấp trước, khiến con người phản phát quy chân, quay trở về với bản tính chất phát, chân thật ban đầu, cuối cùng đạt đến cảnh giới vô vi, đó chính là tu đến viên mãn. Người ta sau khi hiểu được lý lẽ, vì tâm chí mạnh mẽ hy vọng đạt được thành tựu nhất định, tâm danh lợi theo đó mà tới, làm sao để nhân tâm thoát khỏi những ham muốn, chấp vào danh lợi đó, chỉ có dựa vào tu luyện, xem nhẹ cục diện thế sự, càng hiểu rõ bản thân trong sân khấu nhân sinh kiếp này chỉ là một vở diễn, từ đó không bị danh lợi truy đuổi, thuận theo tự nhiên, coi nhẹ được mất ở thế gian. Trí Thông kính chào quý vị khách hàng. Đồng phục Nanofa vừa trích lược một trong ba số rất nhiều lời dạy của bậc thánh nhân, đó chính là Lão Tử. Lão Tử được coi là người viết Đạo Đức Kinh, cuốn sách của đạo giáo có ảnh hưởng lớn. Lão Tử được công nhận là người khai tổ của đạo giáo. Lão Tử là một bậc tu đạo nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn đến văn hóa Trung Quốc. Ngoài những triết lý mà ông đưa ra, người ta biết rất ít về cuộc sống đời tư của ông. Chúng ta cùng tìm hiểu về Lão Tử và những câu nói hay mà ông để lại cho người đời nhé. Đạo Đức Kinh được viết bởi Lão Tử, giải thích cách sống và tất cả những gì liên quan đến cuộc sống. Đạo Đức Kinh được viết ở Trung Quốc khoảng 2.500 năm trước. Tại cùng một thời điểm đó, khi Đức Phật minh họa Phật Pháp ở Ấn Độ và Pythagore giảng dạy ở Hy Lạp, Đạo Đức Kinh gần như chắc chắn là cuốn sách mạnh mẽ nhất của Trung Quốc trong mọi thời đại. Các chương của nó đã được chuyển thành giờ tiếng Anh nhiều hơn bất kỳ tài liệu khác của Trung Quốc. Vậy, Lão Tử là ai? Lão Tử là một nhân vật chính yếu trong triết học Trung Quốc. Ông được xem là người viết Đạo Đức Kinh, được công nhận là khai tổ của đạo giáo, một trong ba tôn giáo còn gọi là Tam giáo, có ảnh hưởng mạnh đến văn hóa Trung Hoa. Lão Tử được viết chữ Hán là Chao Si, tên Lão Tử trong các văn bản phương Tây, Lao Chi, Lao Si,
Lao Tzu, Lao Tzu. Sự tồn tại của Lão Tử trong lịch sử Trung Quốc gây nhiều tranh cãi. Theo truyền thuyết, Lão Tử sống ở thế kỷ 6 trước công nguyên, nhưng nhiều học giả hiện đại lại cho rằng thực ra ông sống ở thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Ông được miêu tả và phác họa là một ông lão hói đầu với chòm râu rất dài màu trắng hoặc đen và thường cưỡi trên lưng một con trâu. Cái tên Lão Tử là danh xưng kính trọng, lão có nghĩa là đáng tôn kính. Đó là một thuật ngữ chỉ một đẳng cấp quý tộc tương đương với tự tước, cũng như một thuật ngữ tỏ ý tôn kính được gắn với những cái tên của những bậc thầy đáng kính trọng. Vì thế, Lão Tử có thể được dịch thành bậc thầy cao tuổi. Lão Tử được cho rằng sinh ở huyện Khổ, nước Sở, hiện nay là Lộc Ấp thuộc tỉnh Hà Nam, trong những năm cuối thời Xuân Thu. Khi sinh ra, Lão Tử đã được một người dị tướng với mái tóc bạc trắng vì phải nằm trong bụng mẹ 70 năm. Chính điều đó mà cái tên Lão Tử còn được dịch thành bậc thầy già cả. Trong một số quyển sách được ghi chép, Lão Tử là người cùng thời nhưng lớn tuổi hơn Khổng Tử và làm quan dự sách trong thư viện triều đình nhà Chu. Khổng Tử và Lão Tử tranh luận về lễ nghi và pháp tắc, vốn là những nền tảng của Khổng giáo. Lão Tử cho rằng việc khôi phục lễ giáo thời nhà Chu của Khổng Tử để giúp thiên hạ thái bình là không thực dụng. Truyền thuyết đạo giáo kể rằng những cuộc tranh luận đó kết cho Khổng Tử nhiều hơn so với những gì có trong thư viện. Sau này, khi nhận thấy chính sự đất nước tan rã, Lão Tử cưỡi trên lưng một con trâu ra đi về phía Tây qua nước Tần và rồi biến mất vào sa mạc rộng lớn. Trước khi đi vào sa mạc, có một người gác cửa tên Doãn Nghi ở cửa phía Tây của ải Hàm Cốc đã nài nỉ Lão Tử ghi chép lại những hiểu biết của mình và ông đã để lại cuốn Đạo Đức Kinh. Nhưng cũng có giả thuyết cho rằng người viết Lão Tử Đạo Đức Kinh là một hậu bối ẩn danh nào đó của Lão Tử. Lời dạy của Lão Tử không chỉ có tính triết lý thâm sâu của một bậc giác ngộ mà còn có giá trị thực tiễn to lớn. Hậu nhân cũng có thể áp dụng những nguyên lý ấy vào cuộc sống để có thể ung dung, vui vẻ bước qua những năm tháng đời người. Trong dòng sông dài lịch sử của văn hóa, Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo là nền tảng đặt định nên nền văn hóa Trung Hoa. Sự xuất xị của Nho giáo, sự viên dung của Đạo giáo, sự siêu thoát tách rời của Phật giáo hòa lẫn trong văn hóa truyền thống Trung Quốc khiến cho mảnh đất Thần Châu trở thành một vũ đài lớn, một cái nôi xuất sinh của nhiều câu chuyện cảm động lòng người. Đồng Phục Nanofa xin kính mời quý khách hàng lắng nghe 43 lời dạy của Bậc Thánh Lão Tử giúp chúng ta tìm thấy những chân lý trong cuộc sống và cách ứng xử giữa người và người cho đúng đạo. Dòng đọc Trí Thông xin phép được truyền tải nội dung. Bây giờ xin mời quý khách hàng lắng nghe. Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả. Nếu biết vạn vật được thay đổi, thì bản thân không nên cố nắm giữ điều chi. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình. Hiểu người là khôn, hiểu được mình mới là khôn thật sự. Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan. Ai muốn chứng thực bản thân sẽ không tự biết bản thân mình là ai. Những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm. Hãy để mọi chuyện tùy kỳ tự nhiên. Nhu thắng cương, tỉnh thắng động. Nếu người muốn co lại, trước hết hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu người muốn có điều gì, trước hết phải cho đi thứ đó. Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, cả thiên hà đã thuộc về người đó. Bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết. Chú tâm đến sự công nhận của người khác, rồi người sẽ trở thành tù nhân của chính họ.
vô hình vô tướng là niềm an lạc nhất. Ai vâng lời liều, hứa liều, tất nhiên khó lòng đúng hẹn. Tấm gương sáng, bụi bặm chẳng làm dơ được, tinh thần trong, lòng ham muốn chẳng dính vô được. Khi bạn hài lòng, đơn giản là chính mình, không so sánh hay cạnh tranh với ai, tất cả mọi người sẽ tôn trọng bạn. Hễ còn có lòng ham muốn, thì chỉ biết trước được cái hiệp hòi biểu hiện ra bên ngoài, chứ không biết được cái vi diệu ẩn sâu ở bên trong. Hạnh phúc sinh ra trong đau khổ, đau khổ giấu mình trong hạnh phúc. Biết đủ là đủ, tức là đủ. Biết nhàn là nhàn, tức là nhàn. Ai muốn ức chế người khác, thường không tự ức chế bản thân mình. Ai luôn muốn hiển thị mình, sẽ tự làm lu mờ bản thân mình. Nếu biết nhìn vào tâm mình, bạn có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời. Ai vội vàng tiến lên phía trước đều không thể đi xa. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân đi. Không làm trái với quy luật thì không có gì là không làm được. Làm việc phải có đầu có đuôi, có căn cứ rõ ràng, chứ nói suông chẳng ai phục. Làm việc đúng với đạo lý con người, thuận theo lẽ tự nhiên thì kết quả có được mới lâu dài, bền vững. Bậc thánh nhân chỉ làm việc chứ không tranh giành. Vì không tranh giành nên thiên hạ không ai giành giật với mình. Thậm chí người không tranh giành còn thắng được kẻ khác, là bởi mọi việc họ làm đều phù hợp với bản tính con người, lợi người chứ không hại người. Mình biết người được coi là trí, tự biết mình được coi là minh. Thắng người là nhờ sức mạnh, thắng mình là vì người mạnh. Người thành công là phải biết chiến thắng chính bản thân mình. Biết dừng lại đúng lúc thì có thể sẽ không bị lâm vào hoàn cảnh nguy khó, hiểm ác. Làm người cần tu nhân tích đức. Ra tay làm điều ác thì sớm muộn cũng bị ác nghiệp đè nặng từ kiếp này sang kiếp khác. Hãy lấy ngay thẳng để trị nước, lấy biến hóa dùng binh, lấy vô sự được thiên hạ. Ở phạm vi hẹp hơn, càng áp đặt cho người khác càng không được người tôn trọng. Người thành công là biết tìm ra tài năng của người khác để họ tự phát triển và cống hiến, chứ không phải chèn ép hay vùi dập họ. Người mới sinh ra thì mềm và yếu, khi chết đi thì cứng và mạnh. Vạn vật cỏ cây lúc mới sinh ra thì mềm mại, sau chết đi thì khô cứng. Vậy nên cứng và mạnh là bạn của chết, mềm và yếu là bạn của sống. Cho nên cứng nhắc thì không thắng, biết lấy nhu khắc cương mới là thành công. Người lãnh đạo giỏi là phải biết đặt mình ở dưới người khác. Nếu chỉ ở tư lợi bản thân, không tôn trọng người khác, không đối thiện với người làm cho mình, thì chính là đang đặt ở vị trí cao ngạo, chẳng thể lấy nổi lòng người. Càng nói nhiều càng không sao nói hết. Nói nhiều thì 5 lần 7 lượt cũng gặp lúc lúng túng, không biết nói cái gì. Chẳng thà biết mình biết ta, nói những điều cần nói để lời nói có trọng lượng, còn hơn nói suông trống rỗng để chẳng ai tôn trọng mình. Biết thế nào là đủ thì sẽ vĩnh viễn không thiếu gì. Lão Tử viết: tri túc chi túc, hằng
túc hy, nghĩa là biết thế nào là đủ thì sẽ vĩnh viễn không thiếu gì. Trái lại, một người mà không biết đủ sẽ luôn luôn cảm thấy thiếu thốn. Một người thiện tâm có thể không có nhiều của cải, tài sản, xe hơi hay tiền tiết kiệm, nhưng anh ta biết thế nào là đủ thì sẽ vui hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Đạo của thánh nhân, làm mà không tranh giành. Lão Tử viết: thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh, phu duy bất tranh, cố thiên hạ mạc, năng giữ chi tranh. Tức là đạo của bậc thánh nhân chỉ làm việc chứ không tranh giành. Vì không tranh giành cho nên thiên hạ không ai tranh giành với mình. Lão Tử viết: nguyên tắc làm việc của người lãnh đạo là làm mà không tranh đoạt. Chính vì không tranh đoạt cho nên thiên hạ cũng không ai tới tranh đoạt với mình. Cũng giống như Lão Tử đã từng viết: thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Sự chúng nhân chia sẻ ác, cố kỷ vu đạo, là có ý nói cảnh giới cao nhất của thiên hạ là giống như đặc tính của nước. Nước không tranh giành lợi với vạn vật, nằm ở nơi mọi người không chú ý, cho nên nước là gần nhất với đạo nhất. Người không tranh giành, ngược lại lại thắng được người khác, là bởi vì mọi việc làm của họ đều là phù hợp với bản tính con người, lợi người chứ không hại người. Biết lúc nào nên dừng thì không nguy mà có thể sống lâu. Lão Tử viết: tri chỉ khả dĩ bất đãi. Ý tứ chính là một người mà biết dừng lại đúng lúc thì có thể không bị nguy hiểm. Biết dừng lại đúng lúc thì có thể không lâm vào tình cảnh nguy hiểm, bởi vì không đạt đến mức cuối cùng cho nên có thể tái sinh. Sự vật gì khi đạt đến mức cuối cùng thì đều sẽ đi về xu hướng suy yếu và tử vong. Biết người là trí, biết mình là minh. Lão Tử giảng: tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Tức là kẻ biết người được coi là trí, tự biết mình được gọi là minh. Thắng người là người có sức mạnh, thắng mình là người mạnh. Một người thành công phải tự biết mình và thắng được bản thân mình. Một người quản lý nếu như thiếu khả năng này sẽ rất khó để quản lý hữu hiệu. Không làm gì mà không gì là không làm. Lão Tử giảng: vô vi nhi vô bất vi. Không làm gì mà không gì là không làm. Lão Tử viết: không trái với quy luật thì không gì là không thể làm được. Lão Tử còn viết: thượng sĩ nghe đạo, cần nhi hành chi. Ý nói bậc thượng sĩ nghe đạo liền nỗ lực thực hành theo. Rốt cuộc Lão Tử muốn khuyên rằng cần nắm chắc quy luật và dùng nó để chỉ đạo thực tế mà không phải nói suông. Lão Tử cũng viết rằng người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Vô vi cuối cùng chính là tuân theo quy luật tự nhiên để làm việc, cũng chính là thuận theo tự nhiên. Nói nhiều cũng chẳng hết, thà giữ lấy trung. Lão Tử giảng: đa ngôn sổ cùng, bất như thủ trung. Càng nói nhiều càng không sao nói hết được, thà là giữ lấy cái trung. Lão Tử biết rằng nói nhiều thì năm lần bảy lượt sẽ gặp lúc lúng túng không nói gì, chẳng thà tuân thủ đạo trung dung. Trung là không ngã về một thái cực nào, dung là dung hòa, thích hợp với hoàn cảnh. Đặc biệt là lời nói suông, trống rỗng thì càng không nên nói. Con người khi mới sinh thì mềm mại, mà khi chết thì cứng ngạnh. Lão Tử viết: nhân chi sinh giả nhu nhược, kỳ tử giả kiên cường. Con người khi mới sinh ra ai cũng mềm yếu, mà khi chết thì cứng ngạnh.
Lão Tử cũng viết, vạn vật cây cỏ mới sinh thì mềm dịu, mà khi chết thì khô héo. Bởi vậy, cứng và mạnh là bạn của chết, mềm và yếu là bạn của sự sống. Cho nên, binh mạnh thì không thắng, cây cứng thì ắt sẽ dễ bị gãy. Cứng và mạnh ở bậc dưới còn mềm, và yếu là ở bậc trên. Cũng giống như lấy nhu khắc cương, lấy mềm mại nhu hòa, thắng cứng ngạnh. Lấy ngay thẳng trị nước, lấy biến hóa dung binh, lấy vô sự được thiên hạ. Lão Tử giảng, dĩ chính trị quốc, dĩ kỳ dụng binh, dĩ vô sự thủ thiên hạ. Chính là đạo lấy ngay thẳng để trị nước, lấy biến hóa để dụng binh, lấy vô sự được thiên hạ. Theo tư tưởng của Lão Tử, thiên hạ càng nhiều kỵ húy, thì dân càng nghèo, dân càng lắm lợi khí, thì quốc gia càng tăm tối. Dân càng tài khéo, vật lạ càng nảy sinh, pháp lệnh càng rõ rệt, trộm cướp càng sinh ra nhiều. Ta vô vi mà nhân tự hóa, ta ư tỉnh mà nhân tự chính, ta không làm mà nhân giàu, ta không có dục vọng mà dân tự động trở nên chất phác. Giỏi dùng người là biết hạ mình dưới người. Lão Tử giảng, thiện dung nhân dạ vi chi hạ, tức là người giỏi dùng người là người phải biết hạ mình ở dưới người. Lão Tử cũng biết rằng, người lãnh đạo giỏi dùng người là phải đặt mình ở dưới người. Còn nếu như chỉ cân nhắc tư lợi cho bản thân mình, không tôn trọng người khác, không thiện với người làm cho mình, thì chính là đang đặt mình ở vị thế cao. Người mà một khi đã đặt mình ở vị thế cao, người khác ở vị thế thấp, thì làm sao có thể lấy được lòng người? Trị người thời trời, không gì bằng tiết độ. Lão Tử giảng, trị nhân sự thiên mạc nhược sắc. Theo Lão Tử, việc quản lý thống trị dân chúng là có liên hệ mật thiết với trời và đất. Biện pháp tốt nhất chính là không gì bằng nông canh, chính là nói đến việc phải thuận theo quy luật sinh trưởng và thu hoạch của cây trồng, đừng cưỡng ép nó. Thuận theo yêu cầu cần phát triển của nó mà chăm sóc, tưới nước cho nó. Làm được như vậy thì cây trồng tất nhiên sẽ phát triển tốt và cho mùa màng bội thu. Tương tự như vậy, người cai trị khi dẫn dắt dân chúng hoàn thành đại nghiệp cũng phải thuận theo nguyên tắc thì mới có thể thu được thành quả to lớn. Quý khách hàng thân mến, những lời dạy của bậc thánh nhân Lão Tử vẫn trường tồn mãi theo thời gian và có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Lão Tử lấy đạo để giải thích sự phát triển và thay đổi cả vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Lão Tử giảng, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nghĩa là đạo sinh ra một sinh ra hai sinh ra ba sinh ra vạn vật. Lại có câu, đạo chi tôn, đức chi quý, phu mạc chi mệnh nhi, thường tự nhiên. Nghĩa là đạo được tôn, đức được quý, không có cái gì sai khiến mà vẫn tự nhiên như thế. Do đó, Lão Tử quan niệm rằng nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, tức là người nói theo phép tắc của đất, đất nói theo phép tắc của trời, trời nói theo phép tắc của đạo, còn đạo thì nói theo phép tắc tự nhiên, vạn vật đều có quy luật vận hành, hoạt động như vậy cả. Chính những câu nói hay của Lão Tử giúp ta dễ dàng nhận thấy những chân lý trong cuộc sống, cách cư xử giữa người với người sao cho phải đạo làm người. Mến chúc quý khách hàng dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý khách hàng đã xem video. Chân thành cảm ơn, trân trọng và kính chào.